Chương trình của mình dạy đó không phải là từ hành tinh khác đem xuống đâu các bạn ơi, nó chỉ là cũng của Mỹ thôi. Tại vì cái phương pháp của tụi nó đó để dành cho những người học kém. Cho nên nó rất dễ hiểu. Rồi Việt Nam mình á thì chơi nó dài dòng, cho nên cắt bớt một phần hai phần chạy tắt lại, vô tình đó là làm học sinh mất gốc hết, mất rễ hết. Cho nên đơn giản là mình chỉ học lại ngay gốc rễ từ đầu chương trình của Mỹ. Hiểu rất dễ dàng, không khó khăn. Những cái toán căn bản như là cộng trừ phân số, chia số thập phân, nó rất là đơn giản. Thành ra nếu bạn, các bạn mà dưới lớp cho nên nếu các bạn mà chưa học tới lớp 9 á thì nó nhẹ một chút, nó chưa tới cái phần mà phương trình bậc 2. Còn các bạn càng qua nữa thì càng tốn nhiều thời gian nữa, kiến thức nó cần nhiều hơn nữa. Mời các bạn. Còn mấy phần đầu rất là dễ dàng, bỏ hết căn bản, học lại căn bản mới từ đầu. Làm vòng tháng là lấy lại hết. Nhất là trong thời gian corona này á, ở nhà làm gì? Ở nhà không lo chuẩn bị, rồi mai mốt vô tới trường học, rồi lại thầy cô ơi con mất căn bản nữa rồi. Trong thời gian này lấy căn bản cái một được liền. Hiện giờ mình đang dạy trực tuyến người Canada, dạy bằng tiếng Anh chương trình lớp 10. Cho nên kiến thức lớp 10, 11, 12 thì biết hết. Toán thì giỏi hơn, còn nếu mà lý hóa đó thì phải tôi phải coi lại. Lâu quá cũng quên các bạn ơi. Tôi thì chuyên về toán hơn. Mời các bạn. Mỗi một năm á, mình học có 1-2 loại toán à. Thêm đó các bạn, thêm 1-2 loại toán thôi. Không có khó. Cho nên đừng có nghĩ là tôi học tới 1 năm trời, không có đâu các bạn ơi. Nó học lại cái cũ không. Vậy thì đã mất căn bản rồi thì năm nào lại cắn mất hết. Và mất dồn lên nữa. Mất cộng thêm nữa. Mời các bạn. Cho nên trị tiệt gốc là luyện hết căn bản, lấy lại cái mới. Rất nhanh, trong vòng tháng được. Thì nếu các bạn theo dõi được 4 cái clip về toán của mình á, mà bắt đầu muốn thắc mắc thêm cái phần khác nữa đó, thì các bạn nhắn tin ở dưới. Còn thí dụ như phần toán cộng của mình đi, thì khi mà tới phần cộng phân số, các bạn coi một bài thôi. Và nếu bài đó chưa hiểu thì ngưng, trở lại đúng bài đó coi tiếp ha. Coi hoài, nếu mà không hiểu nữa đó thì nhắn comment ở dưới cho tôi biết là bạn vẫn chưa hiểu, thì tôi sẽ làm 15 phút riêng về phần đó không, và giải thích cặn kẽ hơn để cho bạn dễ hiểu, được không nè. Chứ đừng có coi hết 15 phút, từ đầu là 1 cộng 1 bằng 2 các bạn đã biết rồi. Những cái giờ biết thì mình đừng có coi. Còn những cái nào mà không biết thì coi một bài đó thôi.
hay là hai bài, thường thường tôi lặp lại hai bài để cho thí dụ đó. Còn nếu không hiểu nữa đó thì comment bên dưới và nói với tôi phần nào không hiểu thì tôi sẽ làm 15 phút về phần đó. Miễn sao các bạn hiểu là được. Thì trong vòng 15 phút là bạn hiểu liền một món mà trong 15 phút làm sao không hiểu nổi các bạn. Thì về lớp lớn cũng vậy. Tích phân đạo hàm, nhất là cái phần sin với cos. Về sin cos là tôi cái vòng tròn tôi có cái cách nhớ hay lắm, mà tại vì nó của lớp 10 rồi, thành ra không có dám lên truyền hình bậy bạ. Con ít người biết à, còn số người lớn thì không có rành mà các bạn. Cho nên nếu mà có ai comment bên dưới muốn về phần gì á cho tôi biết, tôi sẽ làm 15 phút về phần đó, không bảo đảm bao nhiêu căn bản bạn liền á thì lấy lại hết. Tại vì á cái phương pháp của Mỹ á các bạn không thể nào cộng với lại căn bản phương pháp Việt Nam bạn học được, nó sẽ đánh lộn với nhau. Các bạn nhớ phần này nhớ phần bên kia là nó đánh lộn với nhau, học không được. Cho nên nếu các bạn học phương pháp của Mỹ thì bỏ hết căn bản của Việt Nam đi. Ở Mỹ nó hay là gì nè, nó dạy rất căn bản. Còn nếu các bạn đủ thông minh á, các bạn tự làm đơn giản đi thì nó biến thành cách của Việt Nam. Nhưng mà tự các bạn làm nha, tự các bạn suy nghĩ ra, chứ không ép buộc dạy các bạn phải làm theo cái cách thông minh như vậy. Thì đó là kết quả mà các bạn mất gốc đó. Mất căn bản là do các bạn phải học gắn tắt, gọi là học cách đường tắt đó. Cho nên nhiều bạn sẽ bị mất căn bản. Còn ở Mỹ thì nó không dạy cho bạn. Nếu quý phụ huynh mà thấy con em có điểm trung bình môn toán của các em dưới 5 á là biết rồi đó, mất căn bản á. Bây giờ các em có học thêm đi nữa thì là chỉ biết tạm thời dứt giác biết bài này bài nọ biết đó, nhưng mà căn bản thì đã mất hết rồi, tạm đậu thôi, chứ còn căn bản thì nó không có. Những em đó thì các phụ huynh nên khuyên các em coi theo cái cách ở trong cái YouTube của tôi, cách mới, bỏ hết căn bản cũ, học cách mới thì sẽ hiểu dễ dàng lắm, không có khó khăn gì hết trơn. Rồi tôi sẽ hướng dẫn tiếp rằng các em làm như thế nào để mà được Bộ Giáo dục Việt Nam chấp nhận là bài viết của các em là nó hợp lệ. Tại vì nếu các em mà viết y chang như cách cô ở trên YouTube á, thì thầy cô giáo nói là các em làm sai, không có túng. Nhưng mà nếu các em chỉ gạch bỏ một hàng đi thì nó trở thành là trúng. Thấy lạ không? Nó đơn giản vậy đó. Thành ra nếu các em mà muốn theo cách của Mỹ này đó thì là phải hỏi tôi là sẽ gạch bỏ hàng nào để mà trở thành của Việt Nam thì tôi sẽ hướng dẫn cho. Cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu trước, phải lấy lại căn bản từ đầu trước. Rồi còn muốn bỏ hàng nào thì tính sao. Chứ mình chưa có học đi mà đòi học bay thì đâu có được, phải không các bạn? Hy vọng rằng các bạn sẽ có được một cái kiến thức tốt hơn, lấy một cái căn bản mới lại, chỉnh chải hơn. Rồi mai mốt tự các bạn lấy cái suy nghĩ của mình, lấy vận dụng đầu óc thông minh mình để mà
biến cái cách của Mỹ trở thành cách của Việt Nam, thì lúc đó bạn đủ thông minh để làm chuyện đó rồi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn các bạn ở món khác nha. Xin chào các bạn.